Có phải các bạn vẫn đang sử dụng loại bọt cạo truyền thống để cạo râu tóc, nhưng rồi lúc nào khi cạo xong cũng thấy tình trạng bị đỏ rát da không? Vậy thì hôm nay chúng ta cùng điểm qua các lý do vì sao nên chuyển sang sử dụng treo cạo Skinfade nha. Treo cạo này thì các bạn dùng để cạo râu hoặc cạo tóc đều được hết nha. Và dòng sản phẩm này có 8 ưu điểm hay hơn rất nhiều so với kem cạo bọt màu trắng thông thường các bạn hay xài. Thứ nhất, em này có khả năng làm mềm sợi râu tóc, làm mềm vùng mà các bạn chuẩn bị cạo chỉ trong vòng vài giây, cho nên tiết kiệm được khá thời gian và công sức của các bạn. Thứ hai, treo cạo sẽ giảm được độ rát và độ đỏ khi các bạn cạo, vì trong sản phẩm này có tinh chất aloe vera, giúp làm mềm làm dịu làn da sau khi cạo. Thứ ba, em này còn có thể thoa lên tóc dùng để sấy phồng tạo kiểu, tạo độ phồng trên tóc cực kỳ tốt khi sấy nha. Ngoài ra sản phẩm này còn có tính năng hỗ trợ giúp các bạn có thể cạo được ngược hướng râu, hướng tóc. Việc cạo ngược hướng râu tóc sẽ khá khó khi dùng dao cạo, nhưng bù lại sẽ cạo được sát láng hơn. Và sản phẩm này giúp các bạn làm được điều đó dễ dàng hơn, vì trong treo cạo này có độ trơn nhất định, không bị rít, giúp dễ cạo hơn, sạch hơn, êm hơn. Các bạn đi dao cạo sẽ tự tin hơn rất nhiều. Và tính năng thứ tư của sản phẩm này chính là trong thành phần không chứa các chất tẩy rửa hay chất làm the mát, cộng thêm độ pH ở mức an toàn 5.5 nên sẽ rất thân thiện với làn da nhạy cảm, không bị dị ứng nha. Bật mí cho các bạn bí mật nhỏ, các bạn có thể để treo cạo trong tủ lạnh ngăn mát. Khi cần sử dụng lấy ra bôi lên da sẽ dễ chịu và làm mát mẻ cho khách rất nhiều trong mùa hè nắng nóng như này. Và tính năng thứ năm của treo cạo chính là không mùi, rất dễ chịu cho những khách khó tính không thích mùi hương. Ưu điểm lớn thứ sáu chính là chất treo trong suốt. Điều này sẽ giúp các bạn dễ thấy được mụn và tránh những vùng đó ra, và hoàn toàn không hề gây kích ứng cho những vùng mụn nha. Đối với những bạn cạo râu ở nhà hay bị đỏ ngứa khi sử dụng bọt cạo râu thì nên đổi sang dùng sản phẩm này, giúp hạn chế được tình trạng đỏ ngứa khi cạo nha. Và treo này được sản xuất dựa theo công nghệ của Malaysia nha các bạn.